Xin chào các bạn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một loại bọ sừng mới. Trên tay của mình đây là một con bọ sừng đến từ châu Phi, là Agosoma centaurus, hay gọi là bọ nhân mã. Thì mình sẽ giới thiệu một tí về loại bọ này. Thì loại bọ này phân bố tại Cameroon, là một quốc gia ở châu Phi. Con bọ này là loài bọ hung lớn nhất tại châu Phi, với kích cỡ có thể lên tới là 9 cm. Thì con trên tay của mình á là một mẫu vật được thu thập ở ngoài tự nhiên, tức là nó được bắt ngoài tự nhiên vẽ nên là nó không có được hoàn hảo cho lắm. Như các bạn thấy đấy, thấy ở đây là chân của nó bị mất hết một móc mà, nhưng phần còn lại thì rất là bình thường. Thì loại bọ này á, mình thấy cái hình dáng của nó khá là giống với bọ hai sừng. Bọ hai sừng thì ở Việt Nam cũng có rất là nhiều, nhưng ở đây thì nó sẽ có thêm hai cái gai ở đây. Phần đỉnh sừng thì nó vẫn chẻ ra làm hai, và cái phần sừng phía trước thì nó sẽ có một cái gờ nhỏ lên như thế này. Ở trên đây thì khá là mỏng. Ở đây thì mình có bọ Hercules, rồi mình sẽ so sánh kích thước của hai con này cho các bạn xem. Mình thấy con Hercules nó rất là to, nó không có vừa cái khung hình của mình đâu. Thì hai con size rất là khác biệt luôn. Con này thì tới 15 cm lận, còn con này thì chỉ có 8 cm thôi. Nhưng mà đây là loài bọ lớn nhất châu Phi, còn đây là loài bọ lớn nhất ở Nam Mỹ. Loài bọ hung lớn nhất ở Nam Mỹ, còn đây là loài bọ hung lớn nhất ở châu Phi. Thì nó rất là khác biệt với nhau ha. Nên mình sẽ cho các bạn xem là mình sẽ ép giao phối hai loài này. Thì sắp tới mình sẽ cho sinh sản hai loài này, nên là mình sẽ cho hai con này giao phối với hai con cái của loài tụi nó. Ở đây mình dùng biện pháp là đặt con đực trực tiếp lên lưng con cái, nhưng mà con cái hình như nó không chịu và nó đang vùng vẫy, nên là rất là khó để con đực có thể giao phối. Mấy loài bọ này thì thường chúng nó giao phối sẽ rất là lâu, và trước khi giao phối thì chúng nó sẽ ôm nhau như thế này rất là tốn thời gian. Hai con này là do mình đợi lâu quá nên là mình sẽ quăng tụi nó chung vào một hộp để luôn. Tiếp theo là con bọ Hercules. Thì trường hợp này cũng giống trường hợp phía bên kia. Con cái nó vẫn chạy đi và con đực không bắt lại được, con đực giao phối thất bại. Vài ngày sau thì mình có cho giao phối lại một lần nữa, và có vẻ như là con cái bây giờ nó mới chịu giao phối nè. Sau vài ngày thì mình đã kiểm tra lại cặp bọ nhân mã, và con cái có vẻ như là nó chịu nằm yên để cho con đực giao phối rồi. Bọ Hercules và bọ Centaurus là hai loài bọ mình khá là thích, nên là mình hy vọng có thể sinh sản được hai loài này. Nếu mà mình thành công thì mình sẽ ra video thu hoạch trứng của bọ cánh cứng. Thì mình hy vọng các bạn sẽ theo dõi. Thì hôm nay cũng đến đây thôi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.